Thưa quý vị và các bạn, diễn biến mới nhất liên quan đến vụ dẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại Ấn Độ. Đó là vào ngày 6 tháng 7, người đứng đầu việc tổ chức sự kiện tôn giáo tại bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 200 km về phía đông nam, thì nơi xảy ra vụ dẫm đạp đã khiến cho 121 người thiệt mạng hôm ngày 2 tháng 7 đã ra đầu thú sau khi cảnh sát phát hiện và truy nã. Theo luật sư của nhà truyền giáo nổi tiếng Surai Pasin, còn được gọi là Biho Baba, người thuyết giảng buổi lễ, báo cáo sơ bộ của cảnh sát xác định Deprakas Maduka, người phụ trách tổ chức sự kiện, là nghi phạm chính về các cáo buộc, trong đó có vô ý làm chết người. Cảnh sát đã treo thưởng 100.000 rupee, tương đương 1.200 đô la Mỹ, cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ. Luật sư cho biết Maduka đã ra đầu thú ở Delhi, đồng thời phủ nhận mọi sai phạm. Đối tượng đang được điều trị bệnh tim tại một bệnh viện. Theo báo cáo của cảnh sát, khoảng 250.000 người đã tụ tập tại sự kiện này, nhiều gấp 3 lần sức chứa mà cơ quan chức năng cho phép, tức chỉ ở mức 80.000 người. Sự cố xảy ra khi bài giảng đạo kết thúc và đám đông tín đồ theo đạo Hindu tìm cách tiếp cận sân khấu để có thể chạm tay vào nhà truyền giáo Biho Baba khi ông bước xuống từ sân khấu.